Bán nhà đi, mình đi làm được rất tải này. Chị một mình ở đấy chị cũng cảm thấy lo sợ ấy, rồi với lại chị cũng nói chung là chị cũng thấy kiểu vất vả một mình sống ở đấy nữa, lại lo người khác làm hại nữa, thế là chị làm ở đây. Nhà không ở, bán nhà đi, làm việc vất vả này, cô chỉ đang đồng. Bọn em đến nhà tìm chị cũng không gặp, xong mới gặp cái tìm gì ấy, chị cũng bảo chị bán nhà rồi. Em là không biết chị bán nhà ấy, chị bán lâu chưa? Chị bán lâu. Không biết chị làm ở đây. Cô đến đây làm lâu mà. Công việc đây như nào cũng bắt đầu. Cô bị thương. Thế chị gặp em đi chưa? Chưa, chị cũng
làm đây thì làm được thôi, nhưng mà xem công việc nào nhẹ vừa sức mình thì chỉ làm, còn cái nào mà nặng quá thì thôi cho người khác làm. Thường chỉ muốn làm nhẹ nữa, nhưng mà lần hôm nay biết điều ấy thì xin làm thêm tăng ca thì công việc nào nặng quá thì thôi để cho người ta tăng ca người ta làm, chút yếu hơn cái nào thì cũng là cái công việc yếu. Chị làm ca đêm này, chị đi hái hoa quả bán thì thời gian đâu mà chị nghỉ ngơi? Phải lo, để em sắp xếp được. Đi đưa em đi xem chỗ chị ở thế nào. Thôi em không phải đi đâu. Nào đi, đưa em đi xem chỗ chị ở thế nào. Đi đi. Đưa em đi xem chỗ chị ở thế nào. Chị ở đây nóng lắm à? Sao mở được? Không, chị đi làm nên là ngày ở đây bình thường chị có ít ở chị. Này mà chị vẫn ở được. Nhưng mà container nóng này ngủ thế nào được không? Bình thường chị vẫn ngủ được rồi. Cố ở một thời gian xong là ngày quên thôi. Thế tiền chị bán nhà đâu? Chị trả cho mẹ anh Minh nữa, xong là còn lại một ít đưa cho mẹ cầm. Thế không nên để lại lấy lại nhà đi, ở đây sao ở được không? Chị còn già mẹ anh Minh hết rồi mà. Lú, nóng này, ở thế nào nữa? Chị sao vẫn không có chỗ nào ở tốt hơn à? Chị tìm được chỗ này, thế là chị ở đây luôn à? Ú, thế này để em đi tìm xem có chỗ nào ở tốt hơn em bảo chị. À thôi, không cần đâu, chị ở đây vẫn tốt mà. Chị ở một thời gian thôi, xong là khi nào được, kiếm được tiền nhiều thôi, chị về quê, chị mua
mảnh đất, xong là chị xây cái nhà con ở gần bố mẹ, ở gần anh chị họ hàng gần. Đi làm thuê bao giờ cũng đủ tiền mua đất xây nhà á? Nợ thì có một ít rồi. Thế em đi làm này còn thằng cò đâu? Thằng cò em cho nó đi học ở trong trường, ăn ở trong trường luôn này. Giờ cò chỉ phải lo không có hết rồi, cho nó ăn ở trong trường, ngủ nghỉ trong trường hết rồi. Chị cứ ở đây tạm vài hôm đi, em đi tìm được chỗ tốt hơn thì em gọi chị. Không cần đâu, cái này họ cho ở rẻ lắm, với lại chả khác gì họ cho ở không hàng tháng cho họ mấy chục thôi mà. Này nóng rồi ở thế nào được không? Nhưng mà cái này họ cho ở không, gần như ở không thì nóng cũng chịu được. Còn cái này còn an toàn đấy, toàn là sắt thép hết, cũng an toàn. Thôi hôm nay chị cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi làm nữa đâu. Mọi người em đưa chị đi ăn nhé. Thôi chị không đi đâu, em cứ đi đi, chị không đi đâu. Đi muộn rồi, em đưa chị đi ăn xong em xuống xưởng dưới kia nữa. Không ngại lắm, đi gặp bạn bè của em nữa, ngại lắm. Em cứ đi đi, chị không đi đâu. Không sao đâu, đi. Không. Đi, đi ăn đi. Dạ thôi chị không đi đâu, em cứ đi. Lần nào trưa thì chị chẳng phải ăn. Không, nhưng mà chị khăn nấu ăn ở trong đây rồi, em cứ đi đi. Không phải ngại đâu mà, đi. Không, ngại lắm, em cứ đi đi, chị không đi đâu, em đi. Chị không đi đâu, em cứ đi đi. Thế chị ở nhà đi, cứ nghỉ ngơi đi. Vâng. Em đi ăn xong em xuống xưởng cái kia đó. Vâng, em cứ đi làm đi.